chào đón tất cả quý vị đang đến với đêm chung kết xếp hạng của chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Chúng ta đã trải qua 10 đêm thi vô cùng căng thẳng, vô cùng kịch tính, nhưng không thiếu ở đó là những kỷ niệm. Và chắc chắn với quý vị rằng trong đêm chung kết xếp hạng ngày hôm nay, tất cả các thí sinh của chúng tôi sẽ vô cùng tỏa sáng và hứa hẹn đem lại cho quý vị những màn hóa thân vô cùng bất ngờ. Long Chun nghĩ rằng là không chỉ có bản thân mình đang cảm thấy rất hồi hộp mà quý vị cũng như vậy. Bên cạnh đó, ban giám khảo của chúng ta đều đang nôn nóng để chờ xem tất cả những thí sinh nhí của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chào đón lên sân khấu giám khảo ca sĩ Hòa Minzy. Vâng, thưa quý vị, hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn chào đón giám khảo, diễn viên, MC Đại Nghĩa. Chào em, Long chào Chun. Nghĩa, chào Hòa. Cuối cùng thì anh cũng đã nhuộm tóc xong rồi. Thì một tuần qua rồi mình phải khác chứ, đúng không em? Dạ. Mà anh lạ nha, anh ngạc nhiên nha Long. Tức là một tuần thì anh đủ thời gian để anh thay đổi được màu tóc đúng không? Anh. Nhưng mà có người chỉ có anh. Một tuần thôi mà cao lên thấy rõ, anh thấy không? Độ tuổi bình thường của người ta là khoảng 20 mấy tuổi thì hết cao anh nhỉ? Nhưng mà còn em thì đến tận còn bây giờ. Còn em thì đến tận bây giờ mới bắt đầu phát triển. Mới bắt đầu phát triển. Mới bắt đầu phát triển. Một tuần thôi. Một tuần mà công nhận cao thiệt luôn anh. Mà em nhìn đi, em đoán đi là cao lên khoảng bao nhiêu phân? Cái này em nghĩ xương xương nó khoảng tầm 15 phân. Em khiêm tốn vậy Long. Hòa là phát triển vượt trội. Vượt trội. Làm gì có cái chuyện 15 phân. Và thưa quý vị, Hòa đã cao lên tới tận 25 phân. 25 phân. 25 phân đó. Thưa quý vị. Trời ơi, anh Nghĩa à, hôm nay em đã giữ lại cái bí mật rồi, bình thường đi đâu em cũng bị lộ rồi. Hôm nay em đã cố tình mặc cái áo dài để che đi tất cả, mà tại sao chỉ có một tuần em làm lộ cái mái tóc chưa nhuộm xong của anh mà bây giờ anh trả thù em vậy anh Nghĩa? Rồi, bây giờ anh em chúng ta ở đây, yeah. Em cao hơn cũng đẹp, vâng. Anh có màu tóc khác đi cũng xinh đúng không? Nhưng quan trọng hơn là chúng ta còn một vị giám khảo nữa. Vị giám khảo khách mời, giám khảo đặc biệt của ngày hôm nay. Đúng, chính xác, bây giờ em sẽ giới thiệu để vị giám khảo này ra luôn hai nha. Đón anh. Vâng, thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ hãy nổ một tràng pháo tay cho giám khảo khách mời vô cùng đặc biệt, nữ ca sĩ Mỹ Linh. Mỹ Linh thật và Mỹ Linh giả đã gặp nhau lại rồi. Đây là Mỹ Linh bản phiên bản đúng, còn đây là hai phiên bản lỗi. đâu có, không có lỗi. Đây là hai phiên bản chuẩn. Chị Mỹ Linh thân mến, phải nói là sự xuất hiện của chị ngày hôm nay ở đây là một sự xuất hiện vô cùng đặc biệt, bởi vì chị sẽ cùng với MC Đại Nghĩa và Hòa Minzy sẽ tìm ra đâu sẽ là quán quân trong mùa này. Cảm xúc của chị khi quay trở lại như thế nào? Chị vui lắm, tại vì là theo dõi ở trên truyền hình và thấy các bạn có lên hình suốt, mình mãi không được mời. Thế là hôm nay lại được trở lại đây để ngồi trong ghế giám khảo, trong cái đêm quan trọng nhất. Rất là vui. Và cảm giác như là cái đêm chung kết ngày hôm nay nó giống như là nó quy tụ tất cả một gia đình của Gương Mặt Thân Quen của nhiều đấy, mùa lại. Đúng rồi, thế là chị với cả Nghĩa vừa đứng nói chuyện ở trong kia là cái Gương Mặt Thân Quen nó kỳ nhở. Cứ quay đi xào lại rồi. Thí sinh nhá. Dạ. Xong rồi làm giám khảo nhá, xong MC nhá. Dạ. Thế lần sau có khi chị chuyển về làm thí sinh để cho nó tròn một vòng tuần hoàn. Chị mà làm thì là bùng nổ luôn đấy ạ. Mà tôi làm tôi sẽ bắt chiếc cô đó. Ở trong đêm thi ngày hôm nay còn rất nhiều những thứ mà em đảm bảo là sẽ đem đến cho chị Mỹ Linh những cái màn trình diễn vô cùng bất ngờ luôn. Bây giờ chị có nóng lòng để nóng mà chưa? Xem các thí sinh của em quá không? Quá nóng rồi, thôi về đi ạ. Rất nóng em ạ, rất nóng. Mình vào chỗ mình ngồi.
Quý vị thân mến, và trước khi đến với các phần biểu diễn của top 4 chung cuộc thì em cũng xin thông báo với chị Mỹ Linh là tiến đến đêm chung kết xếp hạng ngày hôm nay là gồm có bé Nam Phong, bé Gia Như, bé Khả Hân và bé Khánh Chi. Bốn bé này sẽ cùng nhau tranh tài trong đêm chung kết ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đến với phần tranh tài này thì chắc hẳn là quý vị chưa thể nào quên được hình ảnh của một bé gái luôn lan tỏa những năng lượng tích cực, miệng lúc nào cũng nở những nụ cười trên môi. Và ngày hôm nay trên sân khấu, gương mặt thân quen, bé ấy sẽ lan tỏa cái nguồn năng lượng tích cực của mình vào một cái màn hóa thân cực kỳ đặc biệt. Và không để quý vị ban giám khảo chờ lâu nữa, ngay bây giờ Long Chun xin giới thiệu tiết mục Baby Girl, Bảo Yến Rosie và bé Bảo Ngọc trong phần hóa thân thành nữ ca sĩ Bảo Thi. Con xin chào mọi người, con là Bảo Ngọc và hôm nay là đêm chung kết của con. Trong suốt 10 tuần thi vừa qua thì con ấn tượng nhất với nhân vật là cô Hoàng Minh Di. Tại vì con thấy tập đó là con làm bùng nổ nhất và được giải nhất tuần. Trong 4 tập đầu tiên thì con được làm việc với thầy Trung. Thầy đã chỉ con rất là nhiều thứ về giọng hát, về cách giả giọng, về những cái mà xử lý trên sân khấu. Thách của bạn là hoán đổi huấn luyện viên ngay bây giờ. Sau khi mà con được nhận thử thách là đổi huấn luyện viên là cô Bảo Yến Rosie thì lúc đầu con cũng hơi bỡ ngỡ, hơi bất ngờ. Nhưng mà càng về sau thì con thấy cô rất là dễ thương. Cô chỉ con rất là nhiệt tình luôn. Và hôm nay cũng là tập chung kết rồi nên con muốn gửi lời cảm ơn đến cô Bảo Yến Rosie và thầy Trung của con đã dìu dắt và giúp đỡ con trong suốt chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm nay. Đến với chung kết hôm nay thì con sẽ hóa thân thành cô Bảo Thi và sẽ chọn bài là bài Baby Girl. Qua bài hát này thì con muốn đem lại sự vui tươi và thật nhiều tinh thần tích cực trong đó cho ban giám khảo và cũng như là mọi người ở đây. Mọi người hãy đón xem con nhé. Từng giấc mơ để được tay búp bê, để được tay nắm tay.
Mình không có tâm lý thi thố nữa cho nên là quẩy dữ ha. Hôm nay là ngoài cái tập mà đóng làm cô Hòa Minzy là đến tập hôm nay bắt đầu hai cô trò là quẩy lại đúng không? Không biết cái nhà bếp này nằm ở đâu. Tại vì chú Nghĩa là cái người cũng thích nấu ăn, chú Nghĩa thích vào bếp lắm. Mà ở đâu mà có một cái như vậy không? Có, bởi vì một cái gian bếp mà nó vui như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ cho ra được những món ăn ngon. Hai cô trò hôm nay trời ơi mặc cái đầm màu hồng đầu tiên rất là xinh và sau đó quấn một cái tập về kim tuyến. Trời ơi tôi chưa bao giờ tôi thấy trong cuộc đời nào có ai đi làm đầu bếp mà quấn tập về kim tuyến không trời. Mà có ai đi làm bếp mà tóc tai mà uống lọn đẹp như vậy không? Chỉ có bé Bảo Ngọc và bà Yến Rosie thôi. Mà đeo kim cương chứ sáng chóe. Đeo kim cương sáng chóe không chị? Sao con lại chọn một tiết mục mà gọi là mình bung lụa hết sức này, mình là mình còn đêm cuối thôi hả? Dạ tại vì hôm nay là vòng chung kết tập cuối cùng luôn rồi nên con và cô Sì muốn quẩy Vanh nóc. Phải nói là đây là một tiết mục mở màn hết sức sôi động đúng không ạ? Nhất là từ cái lúc mà hai cô trò mà ngồi lên trên cái bàn á, lúc đó là như càng lúc đẩy cái cảm xúc, cái không khí của khán giả lên cao. Và hai cô trò lên bàn là quẩy bung nóc, đúng nghĩa là cái từ đó luôn ha. Rồi sau đó là lên cái màn mà quánh những cái trống, những cái chảo để tạo ra những âm thanh. Và đó là cái điều mà chú Nghĩa rất là thích. Hoàn toàn không thấy một chút xíu gì mà căng thẳng hết. Nói chung là hôm nay thì không có khen chê giống hay là không giống hay là cái gì nữa rồi. Mà hai cô trò đã mang lại một cái phần mở màn cho đêm chung kết mà em nghĩ là hết sức là dôi động này, dễ thương. Mà hôm nay Bảo Ngọc gọi là tung bung nóc đúng như là những gì con muốn luôn đó. Hôm nay là con rất là xuất sắc luôn nha. Chúc mừng Bảo Ngọc nha. Cái tiết mục này là rất là dễ thương. Cô Bảo Thi mà ngồi nhà xem TV chắc cũng phải rú lên vì vui quá ấy. Dạ, thấy có hai người làm cho cô Thi, cô rất là mãn nguyện á. Là bởi vì làm cho cô ấy là đẹp ấy. Dạ. Không có giống như cô này. Ủa cô... Chị ơi. Là như cô, thế cô, nữa cô, rồi. Cô làm cô đi đâu người ta cũng chê cô xấu à. Chứ bây giờ anh thương em trở lại đấy mà. Nhưng tại sao anh cũng xấu như vậy mà tại sao chị Linh cứ nói em vậy? Bởi vì là này, con trai với cả con gái á thì nó không có cạnh tranh, nhưng mà cô với cả Hòa Minzy là có cạnh tranh. Dạ dạ dạ, em xin chị ạ, Vậy Hòa Minzy nhá, nó vừa đẹp hơn. Đó, mà bữa nay nó lại cao hơn. Lại duyên dáng hơn. Dạ. Nó lại trẻ hơn nữa. Dạ. Tội gì mà không cạnh tranh phải ghen nhìn. Cô Rosie và bé Bảo Ngọc, tiếp mục hôm nay cực kỳ hay. Cô phải cho một trái tim to. Chị ơi, mà em xin tiết lộ cho chị biết luôn.
Bé Bảo Ngọc á, là bình thường là một cái cô bé có vẻ hơi rụt rè, tại vì bé là gần như là nhỏ nhất so với các thí sinh năm nay. Dạ. Hơi và... nghi ngờ, đâu có rụt rè gì đâu. Thì bữa nay hoặc là lên sân khấu thì bé khác chị. Lắm chị. Bình thường dạ. là bé rụt rè, bé dễ thương lắm. Và bé hát được nhiều dòng nhạc luôn nha chị. Hôm nay là một trong những màu sắc âm nhạc mà bé mang đến với chương trình. Còn những cái tuần thi trước bé cũng trải qua rất là nhiều những cái dòng nhạc khác nhau với nhiều hình tượng ca sĩ khác nhau. Và nếu như con cứ tiếp tục cố gắng, không phải chỉ bây giờ không thôi mà cứ mỗi ngày cứ cố gắng nhiều hơn nhiều hơn, vừa đi học nè, rồi vừa đi học thêm thanh nhạc nè, hoặc luyện tập thêm vũ đạo, thì chú Nghĩa tin chắc rằng khoảng chừng 7-8 năm sau, khi con tầm khoảng là 17-18 tuổi á, lúc đó con có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Cảm ơn bé Bảo Ngọc và bé Rosie đã mang đến một cái phần mở màn rất là ấn tượng, rất là dễ thương cho chương trình hôm nay. Xin chúc mừng Bảo Yến, Rosie và bé Bảo Ngọc với một phần mở màn hết sức thuyết phục đúng không ạ? Xin cảm ơn. Quẩy lên. Quý vị thân mến, trước khi đến với phần tranh tài của Top 4 chung cuộc, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với đêm chung kết xếp hạng của chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, ở trong đêm thi này, top 4 thí sinh của chúng tôi sẽ được quyền tự do lựa chọn nhân vật để các bé hóa thân, nhân vật nào mà các bé yêu thích. Bên cạnh đó, các bé cũng có quyền tự do lựa chọn hình thức biểu diễn ở trên sân khấu. Điều đó có nghĩa là các bé có thể biểu diễn một mình hoặc biểu diễn cùng với huấn luyện viên của mình. Chính vì sự lựa chọn theo yêu thích này thì Long Chun hứa hẹn sẽ đem lại cho quý vị những màn biểu diễn vô cùng bất ngờ và cực kỳ mãn nhãn. Ngay lúc này, chào đón quay trở lại sân khấu bé Khả Hân. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng nhìn lại xem chặng hành trình của bé Khả Hân trong Gương mặt thân quen năm nay như thế nào quý vị nhé. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Con là Khả Hân. Bây giờ con cảm thấy rất là vui khi mà tiết mục của con được vô vòng chung kết. Trong suốt 10 tuần qua thì con đã làm rất là nhiều nhân vật, mà cái nhân vật mà con thích nhất, nhớ nhất, cái điểm nhấn nhất con cũng không biết nữa, tại nhân vật nào con cũng thích để mà con làm. Mà con thích hai nhân vật. Một đó chính là cô CA, còn hai là cô CL, cũng CC vậy đó mà tự nhiên con thích. Mấy nhân vật đó kiểu tuy là người nước ngoài mình học bài khó, nhưng mà mấy cô đó rất là có giọng ca nội lực. Còn một cô thì nhảy rất là đẹp, làm nhóm trưởng của một nhóm luôn. Đêm chung kết này thì con sẽ hóa thân thành cố nghệ sĩ Chí Tài. Con mong muốn đem đến cho mọi người một cái gì đó để tưởng nhớ lại chú thật nhiều, vì con cũng rất là thích chú. Con rất là mong quý vị khán giả ủng hộ con trong đêm chung kết này. Dạ, con xin cảm ơn. Bye. Cháu bé học nhiều quá cũng luôn ưu phiền, và nhiều người lớn hết yêu thương nhau cũng xin ưu phiền. Tiền không có ngồi đây hát chẳng hay ho gì, tiền nhiều đó không ta hát cũng đâu vui gì. Cứ ngước mắt tìm hạnh phúc nơi tận chân trời,
để rồi từ đó hết yêu thương nhau, hết yêu thương đời. Hãy giữ lấy niềm hạnh phúc trong mỗi con người, là từng ngày sống với bao yêu thương, với bao tiếng cười. Cất tiếng hát hòa cùng với trái tim yêu đời, để nụ cười mãi sống tươi trên môi đó hoa xuân đời. Rất cảm ơn Chí Tài đã hỗ trợ cho ca khúc Jambalaya của Thanh Bạch ngày hôm nay. Không biết là anh có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của anh khi đang có mặt tại chương trình Gương Mặt Thân Quen được không? Đây là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Đây là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu của chương trình Gương Mặt Thân Quen, thì Chí Tài thấy hôm nay là một chương trình rất là vui. Ban giám khảo thì luôn luôn có những nhận xét rất là chính xác, nhưng không kém phần hài hước, và đó cũng là điều đặc biệt của chương trình này. Thanh Bạch thấy được rằng là tất cả những thí sinh ngày hôm nay tài năng thì nó bình thường rồi, nhưng mà riêng Thanh Bạch thì Chí Tài còn có rất nhiều tài năng khác. Không biết tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay có muốn Chí Tài gửi một chút xíu những tài năng bên lề được không ạ? Mời anh Chí Tài. Được thôi. Wow, quá là xuất sắc đúng không quý vị? Một tràng thật lớn dành cho Chí Tài ạ. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, nhắc tới Chí Tài, chúng ta sẽ nhắc tới một người nghệ sĩ luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật với những vai diễn đã để lại dấu ấn, ví dụ như Ru Lại Câu Hò, Việt Nam Idol, rồi Má Thích Gì, Dạo Cổ Hoài Lan, Bầy Dịch Cái và Mộng Ca Sĩ cùng nhiều những cái vở kịch khác. Nhưng ngoài cái diễn xuất hóm hỉnh của anh thì anh còn có một giọng ca rất là truyền cảm và lãng tử. Nhắc tới Chí Tài, chúng ta sẽ nhắc tới một ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh. Một ca khúc do ca sĩ Ti Phong và nhạc sĩ Đào Quang Nhật sáng tác. Ngay tại Gương Mặt Thân Quen, chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Nhỏ ơi. Thank you.
Bạn đi xa không thèm nhìn ta nữa, giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình. Bạn ơi, vâng, thưa quý vị, đó là thí sinh Khả Hân trong phần hóa thân thành cố nghệ sĩ Trí Tài. Một lần nữa xin cảm ơn diễn viên Lâm Nguyễn và ban nhạc đã hỗ trợ cho tiết mục này ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ. Các bé có thể nán lại sân khấu một chút, bởi vì thực sự đây là những cái hình tượng rất là đẹp. Cảm ơn Khả Hân vì ngày hôm nay con đã đem đến những cái hình tượng mà ai xem cũng cảm thấy rất là bồi hồi như vậy. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe nhận xét đến từ các quý ban giám khảo nha. Chị Mỹ Linh ơi, lúc này cảm xúc của chị như thế nào rồi ạ? Cô Linh vẫn đang bị đứng hình á. Tại vì cái phần trình diễn của con nó gây xúc động mạnh. Và đặc biệt là đến khi mà 6 hình tượng của anh Trí Tài bước ra sân khấu thì là phải nói là rất là xúc động. Chị nghĩ rằng là ý tưởng để dựng cái tiết mục này là một cái ý tưởng rất là tốt và sẽ làm cho rất là nhiều nghệ sĩ sau khi xem tiết mục này không thể nào mà không nhớ đến anh Trí Tài và không rơi nước mắt được. Mà đến cái đoạn mà cậu bé đóng là chú Trí Tài ở trong bộ phim Dạo Cổ Hoài Lang cùng với chú Hoài Linh á, thì lúc đó thì thật sự là không thể chịu nổi nữa, lúc đó thật sự rất là nhớ chú. Mà nhìn cảnh này á, tôi thấy thèm quá. Thèm về quê chứ gì. Thèm tiết canh. Nhưng mà cô Hòa muốn hỏi sâu hơn một chút là không biết là cái ý tưởng để các nhân vật của chú Trí Tài bước ra trên sân khấu là của ai được không? Dạ thì là của chú Phúc Zalo ạ. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Thực sự đây là một cái ý tưởng mà quá tuyệt vời và chúc mừng con đã có một người đạo diễn cho tiết mục quá là xuất sắc. Thế con có biết chú Trí Tài nhiều không? Dạ có ạ, con rất là hâm mộ chú với tài năng của chú. Mà con đã xem chú biểu diễn nhiều chưa? Dạ rồi, con đã xem chú biểu diễn rất là nhiều. Đó, thảo nào nên là cái tiết mục ngày hôm nay rất là tốt. Nói chung cả về hình, cả về tiếng, cả về dàn dựng. Cô thấy là tiết mục này phải thả nhiều trái tim, rất là hay. Thảo Mỹ Linh rất nhiều. Và đúng, điểm nhấn của cái tiết mục này đó là khi các nhân vật mà anh Trí Tài đã từng thủ diễn bước ra sân khấu với hình hài của các bạn nhỏ, thì lúc đó trái tim của chú hay là cô Linh hay là cô Hòa và khán giả đều cảm thấy thổn thức khi mà nhớ lại những vai diễn của chú Trí Tài. Đó là một cái điểm cộng, một cái điểm thành công. Mà cái điểm này nó đến từ chú Phúc Zalo, có nghĩa là người đạo diễn tiết mục này cho con, người đã lên ý tưởng tiết mục này cho con. Nhưng một cái điều mà chú Nghĩa cũng khen con nữa, đó là con đã nắm được cái tinh thần của chú Trí Tài khi chú Trí Tài hát. Bởi vì chú Nghĩa hay chọc chú Tài lắm, tại vì chú Nghĩa chú Tài cũng khá thân, cho nên là anh em không có khoảng cách. Mà chú Trí Tài là một cái người không có biết giận, không có biết giận đàn em, cho nên là chú Nghĩa hay chọc lắm, bớt điệu. Cứ mỗi lần mà gặp chú Trí Tài, bớt điệu, hát bớt điệu giùm thế là, em. Thế là chú Trí Tài chỉ cười. Cười thôi. Và con đã nắm được cái điều đó, tức là cái cách nhả chữ của con ư thì đó cũng rất là thả, hát bằng hơi quay nhẹ đi nhẹ đó. Quay đi, đi nhỏ ơi đó. Chú Tài hát cái bài này, chú Tài dễ thương lắm, mà điệu điệu vậy đó, cho nên là chú Nghĩa nghe chú Nghĩa nhớ thiệt là nhớ luôn, bởi vì cái cách đó là cái cách mà chú Tài vẫn dùng khi hát cái bài này. Chúc mừng con và cảm ơn con đã mang đến một tiết mục rất nhiều cảm xúc cho mọi người. Cô Hòa thì đã có những dịp được tham gia các chương trình game show cùng với chú Trí Tài. Và chú là một người mà rất là yêu chiều các hậu bối của mình. Lúc nào gặp đó thì không biết là như thế nào, nhưng mà hầu như là chú đều quan tâm và luôn quan sát và tìm hiểu cái nhân vật ngày hôm nay chú sẽ tham gia cùng là ai. Dù người đó có nổi tiếng hay không thì chú đều quan tâm rằng người đó tên như thế nào, là ca sĩ hay diễn viên, để mà chú giao lưu cùng á, để chú cho cái người nghệ sĩ trẻ đó không có cảm giác bị lạc lõng trong một môi trường mà có nhiều những bậc tiền bối. Và cái đó là một cái mà cô Hòa không bao giờ quên được. Và đó cũng là một người tiền bối mà cô Hòa nghĩ là một trong những người tiền bối đáng kính trọng nhất trong cái quá trình làm nghề của cô Hòa. Cảm ơn Hòa Minh Dĩ là nhiều. Thực sự khi mà Hòa nói đến cái khúc là với các hậu bối thì mình cũng rất là xúc động.
Bởi vì có những cái giai đoạn mà được làm việc với chú và mọi người cũng chê về khả năng của mình rất là nhiều, nhưng mà lúc nào chú không bao giờ chú chê nha, lúc nào cũng là động viên, không con hay nha, con hay nha, con phải giỏi nha, lần sau chú gặp mẹ con là con phải tốt hơn nha. Thì đó là những cái kỷ niệm mà mỗi khi lần mà nhìn thấy cái hình tượng của chú Chí Tài thì tất cả các hậu bối như chúng mình đều rất là xúc động. Và cảm ơn Sáu Bé đã hỗ trợ cho bạn Khả Hân trong tiết mục này. Cảm ơn các con rất nhiều nha. Và huấn luyện viên Phượng Vũ thân mến, ngày hôm nay thì học trò của mình đứng ở đây và tỏa sáng như thế này thì chắc hẳn là bạn đang rất tự hào đúng không ạ? Bạn có thể chia sẻ một chút không? Xin cảm ơn lời đóng góp, nhận xét của ba vị ban giám khảo rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị đã cổ vũ cho bé Khả Hân ạ. Khả Hân ơi, con rất là giỏi. Cô yêu con rất là nhiều. Hôm nay là buổi cuối cùng rồi và cô sẽ rất là nhớ con. Ngày hôm nay Khả Hân làm rất tốt và không có gì để chê trách cả. Cảm xúc quá tuyệt vời. Dù không có huấn luyện viên thì với bản lĩnh của Khả Hân và với sự thông minh, chăm chỉ và một cái trái tim rất là sâu sắc như thế thì sẽ giành trọn được tình yêu thương của khán giả cũng như là ban giám khảo, và con rất xứng đáng vì điều đó. Cảm ơn huấn luyện viên Phượng Vũ. Cảm ơn Khả Hân rất nhiều về tiết mục vô cùng xúc động. Cảm ơn con. Quý vị thân mến, để tiếp nối không khí vô cùng đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp lại một thí sinh có khuôn mặt vô cùng sáng sân khấu với những vũ đạo cực kỳ điêu luyện và phong độ ổn định qua từng tuần thi. Và chúng ta hãy cùng xem là Gia Như ngày hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta bất ngờ gì. Hãy cùng nhìn lại chặng hành trình của Gia Như trong Gương Mặt Thân Quen. Xin mời quý vị. Chào tất cả mọi người, con tên là Gia Như và cảm xúc của con khi mà được là một trong bốn bạn thí sinh tiếp theo được vào vòng chung kết thì con cảm thấy rất vui, hạnh phúc và cảm thấy mình rất là may mắn khi mà đã được các cô chú chọn lựa vào vòng chung kết. Trong suốt 10 tuần thi thì con đã hóa thân thành rất là nhiều các cô chú nghệ sĩ, các cô chú ca sĩ, và để mà nói về tiết mục mà con ấn tượng nhất thì chắc là bài cô ca sĩ Mỹ Linh ạ. Này là cô nôi rất mềm, này mùa xưa rất hiền, này là hoa rất thơm. Trong tuần thi của nhân vật cô Mỹ Linh thì con đã giành được giải nhất tuần. Và con cảm thấy thích nhất nhân vật này là bởi vì cô Mỹ Linh có một cái giọng hát vô cùng là nội lực và khỏe. Và cô hát giọng rất là hay. Và cô có một cái nét diễn, tức là một cái đặc biệt riêng luôn mà không ai có thể diễn được cái phong cách của cô. Trong suốt 10 tuần thi vừa qua thì con đã được vào 4 căn phòng, đó là phòng thoải mái, phòng thử thách, phòng lo lắng và một phòng nữa đó là phòng tự hào. Và con có 2 kỷ niệm ở trong 4 căn phòng đấy. Đó là căn phòng thử thách và căn phòng tự hào. Căn phòng thử thách là cái tập 5. Thử thách của bạn là hoán đổi huấn luyện viên ngay bây giờ. Hy vọng bạn sẽ hoàn thành xuất sắc thử thách và tỏa sáng rực rỡ chặng đường đua tiếp theo của Gương Mặt Thân Quen. Thực sự lúc đấy con cảm thấy rất lo lắng, mà tức là bị sốc ấy, mình chưa chuẩn bị được tâm lý, bởi vì là mình đã làm việc với cô Kim Thành một thời gian rất là lâu rồi và hai cô cháu rất là hiểu nhau luôn, mà con thiếu gì, con cần gì là cô đều biết và cô đều theo sát con, cô hướng dẫn cho con và chăm sóc cho con. Mà đến tập 5 thì con lại phải đổi huấn luyện viên thì lúc đấy tâm trạng con rối bời, con bị hoang mang, con không biết là phải làm như nào, bởi vì là chỉ có một thời gian ngắn, đó là một tuần để mà mình làm việc với nhau, với mentor mới, và mình phải tiếp tục cuộc thi, tiếp tục các vòng tiếp theo. Thì khi mà con được làm việc với chú Tùng Anh thì chú Tùng Anh rất là dễ thương, chú rất là thương con luôn, và chú luôn luôn là người hướng dẫn con những cái đặc điểm này, giọng hát của người ca sĩ đấy như nào này, nét đặc trưng trên cái nhân vật đấy. Và sau khi mà làm việc với chú Tùng Anh rồi thì con lại cảm thấy rất là yên tâm và rất là thoải mái. Và còn cái kỷ niệm thứ hai là kỷ niệm ở phòng tự hào, đó là cái vòng mà con được nhất tuần nhân vật cô Mỹ Linh. Tuần đấy hơi tiếc một chút là bởi vì cô Thành có bận việc để chuẩn bị cho Icon tiếp theo, nên là cô Thành không thể ở đấy để gắn ảnh của hai cô cháu lên trên căn phòng tự hào được. Nhưng mà đấy là một cái gì đấy mà hai cô cháu con đã cố gắng nỗ lực rất nhiều trong suốt 3 tập. Tập Pink Venom này, tập Sơn Tùng và đến tập Mỹ Linh thì hai cô cháu đã được nhất tuần.
Trong vòng chung kết lần này thì con đã lựa chọn nhân vật đó là cô Jennifer Lopez và cô Shakira. Bài diễn này của con thì con mong muốn là sẽ đem đến cho mọi người một tâm lý thoải mái này, một không khí sôi động ở trong phòng phim trường. Và con mong là mọi người sẽ ủng hộ con trong tập lần này. Cảm ơn tất cả mọi người. In the sweetie screams, I pictured us together. Not feel your lips on my fingertips. I'm saying you's even better than I ever thought it could possibly be. It's perfect, it's passion, it's setting me free. From all of my sadness, the tears that I cried, I have spent all of my life waiting for tonight. You could be here in my arms, waiting for tonight. Oh, I dream of this love for so long, waiting for tonight. Sangalewa, I know what mina mina eh eh waka waka eh samina mina sangalewa, I know what
Thưa quý vị, đó là Gia Như trong phần hóa thân thành Shakira and Jennifer Lopez. Xin cảm ơn những vũ đạo vô cùng mãn nhãn đến từ vũ đoàn O. Trời ơi, cháy ngùn ngụt sân khấu luôn. Nóng hơn bao giờ hết, chưa bao giờ mà được chứng kiến một cái không khí mà nó nóng như thế này luôn. Thưa các vị ban giám khảo, hôm nay chưa có cơ sở xét đến giống hay không giống nữa, nhưng mà đầu tiên là cháy, quá cháy luôn. Thank you so much. Wow, ngày hôm nay thì cô Hà nghĩ là con đã phải cực kỳ nỗ lực và gom hết tất cả những khả năng gì giỏi nhất của mình vào đêm chung kết. Thì đầu tiên là chúc mừng cho con, bởi vì đây là một cái tiết mục mà cô Hà nghĩ là thứ nhất là con đã được làm những cái điều mà con thích, thứ hai là con đã làm cháy sân khấu, và thứ ba là cô Hoàng nghe ở trong cái tiết mục của con á, khi mà giọng của cô Shakira mà con giả là cũng có những cái nét cô hát là cô hay có om của họng mà waka waka ê đấy, cô hay như vậy đúng không? Con là cô hay hát ở cái chỗ này là hay quá, Hòa làm giống ghê á. Đó là cô Shakira, còn cô Jennifer Lopez thì sao? Jennifer thì hôm nay em bị khản cổ nên chỉ giả được Shakira thôi. Thế còn cô, khoan, đó là hai cô kia. Rồi còn thế cô Mỹ Linh. Thế còn cô Mỹ Linh thì sao? Không giả lại lần nữa đâu ạ. Anh lại muốn hàn học để xuất hiện tiếp tục vào tiết mục này hả? Riêng cái đoạn này hết hàn học vì ngưỡng mộ quá giống. Làm giống không vậy? Y chang xì đúc. Làm giống Shakira quá trời. Thì cô Hà thấy là về cái năng lượng của cô Jennifer khi mà lên sân khấu thì quá là kinh khủng. Lúc cô thấy cái tinh thần và cái năng lượng đó. Còn về giọng hát thì cô chưa thấy có nhiều cái điểm giống so với cô Jennifer ở trong đó, nhưng mà cô lại nghe ra giọng của cô Shakira. Tại sao em biết không? Bởi vì thực ra cái giọng của cô Jennifer không phải là một cái giọng nó quá cá tính, nó quá đặc biệt. Và cô ấy thành công không phải là vì cái giọng hát quá đẹp hay là quá hay gì cả, mà là giống như là một người nghệ sĩ trình giải diễn, trí một người nghệ sĩ trình diễn á. Nó bao gồm rất là nhiều yếu tố để người ta có thể thích thú và thích xem cái tiết mục của cô ta. Cho nên là em nói rằng không nghe ra giọng bé Gia Như có nét giống với cô Jennifer là vì như thế. Còn cô Shakira là cái giọng ấn tượng hơn, cá tính hơn, đặc biệt hơn. Cho nên là mình dễ có thể hóa trang cái giọng nói đó, cái giọng hát đó, và Gia Như làm được cái chuyện giống như em nói. Dạ vâng, thì là trong cái tiết mục này thì ít nhất là cô Hà cũng đã tìm được một trong những cái điểm giống về giọng hát rồi. Cô nghe được trong giọng cô Shakira có, và cô thấy được năng lượng của cô Jennifer ở trong đó. Nên là đây là một tiết mục mà vừa hay này, vừa cháy và vừa có trình độ nữa. Chúc mừng cho con nha. Congratulations, I love you. Đốt cháy sân khấu luôn. Vâng, giám khảo Mỹ Linh, từ nãy giờ em thấy chị thích thú quá, ngồi là dán mắt vào liên tục. Chị đang tức là gọi là đang bị đứng hình nữa. Đứng lần hình nữa hả chị? Dạ. Lần này lần thứ mấy rồi? Nãy giờ chị mới đứng mấy lần rồi đó. Bởi vì cái mùa như năm nay là sao nhiều nhân tố quá. Chưa đâu chị ơi, rất nhiều luôn. Bé nào cũng tài năng luôn. Lúc trước cái là bé Khả Hân á, thì là như một người lớn đứng giao lưu. Sâu sắc. Còn con ấy thì là nhảy múa, những cái động tác nó rất là phức tạp, như là một cái người trưởng thành. Cô nghĩ là phải 17, 18 tuổi. Mà biểu diễn chuyên nghiệp đúng không chị? Quá chuyên nghiệp luôn. Chị Linh, trước khi chị nói em có lời này. Em gửi gắm con em cho chị này cái. Là bé thực sự là hôm nay bé đang hóa trang thôi chị. Chứ còn bình thường mà bé để theo đúng cái khuôn mặt của bé với cái hình tượng đẹp nhất á, là bé thực sự là giống như là một cái ngôi sao triển vọng tương lai nào. Cái trung tâm của chị Mỹ Linh á nha. Hãy tìm kiếm những nhân tố như này để có thể phát triển, để ươm mầm tương lai nha chị. Thế giỏi quá trời luôn ấy. Cô bây giờ nếu mà cô có một lời chúc cho con á, cô chỉ mong rằng là đến khi con lớn, con sẽ vẫn giữ được những gì mà con đang có. Và tốt hơn đúng không ạ? Yeah. Và tốt hơn nữa là tuyệt vời, nhưng phải giữ được những cái gì mình đang có. Yeah. Đó, bây giờ là mình đã có tố chất, mình đã có tiềm năng, mình có năng khiếu. Có thể gọi là tài năng rồi. Yeah. Thế thì làm sao để mà khi mình lớn lên mình vẫn giữ được những cái đó? Đó thì là cô đã nhìn thấy một ngôi sao giải trí trong tương lai nếu con vẫn giữ được những thấy này. Thấy chưa? Mọi người biết không, lúc mà trước khi mà bắt đầu quay chương trình á, là chị Linh có hỏi với Đại Nghĩa rằng là năm nay các bé như thế nào, cái khả năng của các bé tốt không, thì đó Nghĩa mới nói với chị Linh là tốt lắm chị ơi, bé nào cũng giỏi cả và mỗi bé là một cái màu sắc khác nhau. Thì bây giờ chị tin là em nói chưa, mới có ba bé thôi chị đó. Chị có đứng hình có ba lần rồi đó. Tại vì là như này, bạn này á, cái lúc mà những bạn nhảy những cái bước Latin ở chính giữa lúc mà gần cuối á, là bạn ấy có cái máu Latin ở trong người bạn luôn. Bởi vì là cái nhịp của những cái vũ điệu Latin là nó không phải đơn giản đâu, nó rất là phức tạp, con phải học nhảy từ nhỏ rồi.
Dạ đúng rồi ạ. Con đã theo bộ môn dance sport từ lúc con còn 4 tuổi và giờ con đã theo được 8 năm. Không? Tại vì những cái bước chân đấy là những cái bước chân nó không phải là tập nữa rồi. Mà nó là thành bản năng rồi. Dạ. Có nghĩa là những cái bước chân này là bước chân nó tập nhiều nhuần nhuyễn đến cái mức mà nó thành bạn ấy rồi. Thì cái năng lượng như là như Hòa Minzy nói á, là cái cô Jennifer Lopez này là cô ấy có cái năng lượng là gọi đốt cháy. Đốt cháy cả cái sân khấu đấy, rực lên. Nó là tuyệt vời luôn. Thì cô cũng mong là con giữ được cái năng lượng này cho đến khi con lớn. Và cô muốn nhìn thấy một ngôi sao trong tương lai. Làm sao để mà vẫn hát được tốt, lại nhảy giỏi như thế và tự tin. Đấy, và biết là mình đang muốn gì thì cô nghĩ là mọi người sẽ có thể trông đợi vào vào một thế hệ như em các cảm con. Cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Còn giám khảo Đại Nghĩa thân mến, anh thấy cái màn gọi là múa cột ngày hôm nay như nào? Anh có xem bé Giang Như xong mình có định là mình thử cái bộ môn này không? Anh nghĩ rằng anh mà đu lên là sẽ gãy cột. Hôm nay á, giống như người ta nói đầu xu đuôi lọt. Cái tiết mục mở màn của chúng ta là bé Bảo Ngọc với Bảo Yến Rosie mang đến cho chúng ta một cái không gian của các căn nhà bếp, nó quá nhiều món ngon trong đó đúng không? Và có cảm giác giống như là những tiết mục sau đó đều là những cái món ngon từ trong cái nhà bếp đó mà các đầu bếp chuyên nghiệp người ta đã tạo ra. Và mỗi một tiết mục là một cái món, một cái bữa tiệc mà nó nhiều cái hương vị đặc sắc và hấp dẫn như thế. Và đặc biệt trong cái tiết mục này, nói chung là một cái bàn ăn mà nó có nhiều món khai vị, rồi món ăn chính, rồi món tráng miệng sau cùng. Bởi vì nó có nhiều thứ để mà mình xem, để mình thưởng thức. Con đã chọn hai cái cô Sakura và Jennifer Lopez là hai cái cô mà cũng có một vài những cái nét tương đồng ở cái chất Mỹ Latin. Chú Nghĩa hơi tiếc chút xíu là ở cái phần đầu khi con làm cô Sakura thì con có cái khả năng hóa trang được cái giọng của mình giống với cô Sakura nhiều hơn. Và con cũng có tập đánh trống, nhưng mà cái thời lượng mà mình dành cho cái nhân vật này hơi ít. Cho nên là cảm thấy chưa đã lắm. Lẽ ra trời, chú Nghĩa nghĩ rằng chả phải chắc là con phải có thêm khoảng 1 phút nữa để con biểu diễn hát cũng như là cái màn đánh trống của mình. Nhưng mà may mắn là sau đó khi con làm cô Jennifer thì nó vẫn tiếp tục lôi cuốn mọi người cho đến giây phút cuối cùng. Bởi vì con đưa ra quá nhiều những cái kỹ năng của mình, mà trong đó có nhảy múa là đương nhiên là con đã có từ những tập trước rồi nè ha. Hôm nay thấy được con thêm cái múa cột nè, rồi thấy được con thêm cái phần dance sport nữa. Cho nên là bị cuốn hút và không rời mắt được con trong cái phần trình diễn này. Và phải nói rằng nhờ một phần cái vũ đoàn của mình đó con. Vũ đoàn O là một vũ đoàn rất là chuyên nghiệp và gắn bó với gương mặt thân quen cũng rất là nhiều năm. Cho nên là các chú, các cô đó đã hỗ trợ con rất là lớn, đưa ra những cái động tác vũ đạo hoặc là những cái đội hình nó đẹp mắt vô cùng luôn. Lúc mà con đu trên cột á, mà các chú các cô ngồi bên dưới đưa tay lên thế này nè, nhìn vào một cái tổng thể nó đẹp, thiệt là đẹp luôn. Và chú Nghĩa cảm thấy rất là thích thú khi mà xem cái phần trình diễn này của con cùng với các cô chú trong vũ đoàn. Cảm ơn chú nhiều ạ. Cảm ơn các cô chú rất nhiều. Giang Như thân mến, đây cũng là tiết mục cuối cùng mà chúng ta được trình diễn trong gương mặt thân quen. Một tuần trôi qua, chú biết là con đã tập luyện rất là nhiều. Con có muốn chia sẻ đôi điều trước khi mà chúng ta sẽ kết thúc chặng đường hành trình gương mặt thân quen không? Thật sự là con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được trải qua từng tuần thi, là con cảm thấy con trưởng thành lên rất là nhiều. Và con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cô mentor, cô Kim Thành và chú mentor của con là chú Tùng Anh. Con cảm ơn cô chú đã luôn đồng hành cùng con trong suốt những chặng đường vừa qua. Và có những cái gì mà con chưa làm được, con cần cái gì hoặc con thiếu tự ti chỗ nào thì các cô chú đều luôn là người chỉ cho con và luôn theo dõi con từng ngày. Và con cũng muốn cảm ơn đến gia đình của con, bố mẹ của con. Con cảm thấy rất là vui khi mà bố mẹ luôn đồng hành cùng con, ủng hộ con. Và con cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú ekip trong chương trình đã cho con được tỏa sáng nhất trên sân khấu của chương trình. Và con cũng cảm ơn các cô chú và giám khảo đã chấm điểm cho con và đã động viên con và đã cho con vào đến vòng hôm nay và con được tỏa sáng trên sân khấu. Gia Như, chú Nghĩa tiết lộ cho con biết một cái thông tin vui vui để biết đâu mình lấy nó làm cái niềm tin và hy vọng. Con chọn hai nhân vật này nè, biết nó làm sao nha, nhưng mà ví dụ cái nhân vật Jennifer Lopez và cái bài On The Floor này luôn nè, là cô Thúy Uyên ở mùa đầu tiên của Gương Mặt Thân Quen, cái mùa mà chú Nghĩa làm thí sinh á, là cô Thúy Uyên diễn cái bài này ngay cái tuần đầu và cô ấy giành luôn cái giải nhất tuần. Cái tuần đầu tiên với Jennifer Lopez trong hình ảnh này luôn và trong cái bài On The Floor. Còn cô Khởi My, con biết nha, với hình tượng của Sakura cũng giành luôn giải quán quân của mùa đầu tiên luôn đó. Và hôm nay vô tình con chọn được hai cái nhân vật này, Sakura và Jennifer Lopez, thì biết đâu đó là một tín hiệu đáng để trông đợi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa rất nhiều và chắc hẳn là Giang Như rất vui về thông tin này đúng không con? Và một lần nữa cảm ơn Giang Như vì đã đem đến một màn trình diễn cực kỳ cháy ở trên sân khấu. Cảm ơn con rất nhiều. Quý vị thân mến, chúng tôi còn rất nhiều phần biểu diễn cực kỳ bất ngờ phía sau. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút.
vâng, quý vị và các bạn đang quay trở lại với đêm chung kết xếp hạng của chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ gặp lại một cô bé tắc kè hoa. Cô bé này mang tên là Khánh Chi và đã hóa thân thành rất nhiều nhân vật với đa dạng từ trẻ cho đến già. Vậy thì không biết trong đêm chung kết xếp hạng ngày hôm nay, Khánh Chi sẽ đem lại điều gì cho quý vị? Long Chun cũng đang rất nôn nóng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem quý vị nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Khánh Chi, team LC. Và ngày hôm nay thì mình thực sự rất là vui và cảm thấy rất là còn có một chút hồi hộp khi mà sắp bước vào chung kết. Rất là vui khi mà mình được lọt vào top 4 của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Trong suốt quá trình tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen thì mình đã được hóa thân vào rất là nhiều nhân vật, hóa thân vào rất là nhiều những cái dòng nhạc khác nhau. Cảm thấy là mình đã được nghĩa được trải qua rất là nhiều thử thách và cũng rất là nhiều những cái cá tính khác nhau, nên mình thấy là rất là vui và thực sự là mình đã học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm. Khi tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen thì con rất là may mắn khi được làm việc chung vào đội của cô Phạm Lịch. Con cảm thấy là con rất là biết ơn cô vì cô đã chỉ dạy cho con từng cái phong thái, cách đi, cách đứng như thế nào, đưa tay đưa chân ra làm sao, và con rất là tỉ mỉ, rất là kỹ trong những cái việc đó, nên là con cũng xin cảm ơn cô rất là nhiều. Đối với đêm chung kết thì con sẽ hóa thân vào hai nhân vật, hai bài mashup với nhau, đó là chú Hành Tuấn và chú Thùng Dương. Nhưng mà bây giờ con đang cảm xúc của con đang rất là rối bời, tại vì con đã tập luyện cũng rất là kỹ rồi, nhưng mà mình vẫn có một cái gì đấy con kiểu mình hơi ngại là nhỡ lên sân khấu con lại quên này quên kia. Nhưng nói chung là cũng phải cố gắng. Và đây cũng là tiết mục của đêm chung kết và một đêm cuối cùng con được trình diễn tại Gương Mặt Thân Quen. Con hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho con nha. Thắng. Mọi người bật đèn flash lên giúp Tuấn ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Mùa xuân có em như đã bất ngờ, và cơn gió như khẽ mơn man lại từng nhanh hoa rơi. Em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh, khúc nhạc thầm lặng giữa chiều sâu xa để mình gần lại mãi, nói lời thì thầm những điều thật thà và sâu trong tình yêu. Những chặng đường dài có mình một người đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn anh cười. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình thấy ra những câu chân thật. Giá như tôi một lần tìm em, cũng gái tôi thường ngày hóa nhau mây gió. Để lại tháng tư đó. Xin cảm ơn ca sĩ Hành Tuấn và hai nghệ sĩ múa đã hỗ trợ. Thưa quý vị, là tôi thấy bài này nó phải đổi tên là Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Tùng Dương thì nó mới đúng. Vì anh ta mời tôi dẫn cái chương trình nó bé bé xinh xinh thôi, chứ tôi mà biết cái live show nó hoành tráng như này
tôi đã đính đá quanh người rồi. Thưa quý vị, là nhắc tới Tùng Dương là nhắc tới ca sĩ mang đậm dấu ấn cá nhân. Âm nhạc của anh ta đôi khi nó lung linh, nó rực rỡ, có khi lại gai góc xù xì. Thực ra là anh Tùng Dương anh dặn tôi là cứ tâng bốc anh lên thôi. Không biết là ở bên trong Tùng Dương đã chuẩn bị xong chưa ạ? Thưa quý vị, là Tùng Dương luôn muốn chỉn chu nhất trước khi xuất hiện trước quý vị khán giả. Đây anh Xoay ơi, xin lỗi cả nhà nhá. Vâng. Em đang bận chấm nốt cái nốt ruồi cả. Vâng, xin chào chị Linh, lâu lắm rồi mới gặp chị. Chào anh. Dạ. Dương này, thì không biết giữa quá khứ và hiện tại ấy, thì có một cái khoảnh khắc nào khiến em chuyển giao được như Tùng Dương bây giờ không? Thực ra là có rất nhiều những cái khoảnh khắc nó tạo nên một cái quá trình. Và Tùng Dương của hiện tại chính là một trong những cái khoảnh khắc và một trong những cái quá trình đó. Vâng ạ. Một câu trả lời rất là Tùng Dương thưa quý vị. Theo anh được biết thì Tùng Dương có thể giả giọng người khác rất là giống, đặc biệt là bốn diva của Việt Nam. Thì hôm nay Tùng Dương có thể giả giọng luôn tại đây được không? Thì thật ra là bốn người chị diva của Tùng Dương thì chơi rất là thân với Dương. Và Dương cũng rất là hay giả giọng để trêu các chị. Thì hôm nay coi như là mình giả lại một lần nữa để coi như là một món quà dành tặng đến cho bốn người chị đi vào của mình nhá. Vâng, xin mời anh. Người đầu tiên này. Xu em đầu cơn gió. Quý vị có đoán được ai không ạ? Em hoang tóc bên hồ. Khi sen hồng mới nở, miệng ngọt hạt từ tâm, xu em hài nhúng gấm. Xu em có sen hồng. Vâng ạ, rất là giống diva Hồng Nhung rồi. Bây giờ mình chuyển qua diva Mỹ Linh. Chị Mỹ Linh. Xu em mơ thấy thấy anh nhìn em. Vâng, hình như diva Mỹ Linh là chỉ nhún có một hông thôi ạ. Thế tiếng anh cười và lời anh nói anh làm em. Mới xa giấc mơ, dù em mơ thấy thấy anh chưa đến. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn. Chuyển qua đi ba Thanh Lan. Lâu lắm rồi anh không đến chơi à? Cây sen đã lá bạc như phôi. Rồi đã ra phong, rồi đã chiếc quan trăng người. Bài hát ra phong, bài hát viết không nên lời. Đã vội, đã vội lãng quên. Thưa quý vị, là không chỉ giả giọng giống mà là phong thái cũng rất là giống. Thì người cuối cùng chắc tôi không cần phải đoán nữa đúng không ạ? Diva Trần thì chơi rất là thân với Dương, nhưng mà thật ra là giả lại không có giống lắm. Thế nhưng mà thôi, tôi cứ giả nhá. Vâng. Cái then tiếng khóc của em ở đôi môi anh, đúng chưa? Bàn tay lã chã chảy rớt nụ gai đớn nào ấy. Về đi anh ngỡ, ngày dài cả hơn một mùa. Cái then em mà những ngón tay chảy sức của em bằng anh ấy. Mà đặc biệt là Hà Trần lúc nào đến là cũng mang theo bí mật. Dạ. Vâng, không để làm mất thời gian của quý vị, sau đây chúng ta sẽ đến với một nhạc phẩm gây bão thời gian qua. Vâng, xin mời anh. Cảm ơn anh Xoay rất là nhiều. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Ngày Chưa Giông Bão. Đó, Bùi Lan Hương, Bùi Lan Hương. Bùi Lan Hương. Người ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quanh bao năm không buông mặt hồ. Tiền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Giống giống. Xin đừng gì em mơ rất hờn. Anh nâng niu em như đóa hoa. Em xem anh như trăng ngọc ngà. Thế gió như mây vàng mình thiếu xu nơi này. Dẫu chẳng xoan bao la đến nơi đâu anh. Khi anh khuất thân lâu và bóng đêm
chàng để khiến anh chẳng còn nhiều em đâu. Anh mơ lo mà anh phù, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Khánh Chi xin cảm ơn sự trợ diễn của ban nhạc và vũ đoàn MTE. Cảm ơn anh chị vì một cái màn trình diễn mà hết sức bất ngờ, hết sức thú vị và cực kỳ bùng nổ, đúng không quý vị? Bây giờ thì em mời anh chị cùng nghe những lời nhận xét từ dạ Phù Vân giáo chủ. Dạ, xin mời chị Mỹ Linh. Phải nói là hôm nay là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Càng về sau càng hay, thí sinh nào cũng đầy tài năng. Nhưng mà cái tiết mục bên này á, nó còn hóm là đúng tư tần của gương mặt thân quen. Bạn này rất là nhiều tố chất của một nghệ sĩ sân khấu. Tức là bạn ấy nhá, bạn hát hay, xong rồi bạn lại nắm được cái chìa khóa để mà bắt chiếc. Bạn thông minh á. Bạn thông minh lắm á. Và nó duyên lắm. Con cảm ơn cô ạ. Mà cái tiết mục này cô thích một điều nữa là bởi vì nó có cái sự phối hợp của cô và trò. Đấy, cái đấy nó rất là hay. Nhìn thấy hai cô trò này là rất là đoàn kết nhá. Nhưng mà hôm nay phải nói là tiết mục này quá đáng yêu ấy. Ban nhạc đằng sau cười dần tưởng oánh sai ấy. Nói chung là cô chúc mừng con. Cảm ơn. Nếu mà hôm nay á mà con mà có được giải nhất thì con cũng nên tự hào. Vì thực sự là hôm nay cũng quá rất hay. Cảm ơn những lời khen đến từ giám khảo Mỹ Linh ạ. Thế còn giám khảo Đại Nghĩa? Đúng là hôm nay con đã làm rất là tốt Khánh Chi ạ. Ngay từ cái phần đầu tiên khi mà con hóa thân thành chú Hà Anh Tuấn, con cũng nắm được những cái đặc điểm trong giọng hát của chú Tuấn. Cái cách hát mà nhẹ nhẹ hát bằng hơi rất là nhiều của chú Tuấn thì con làm rất là tốt, rất là giống. Cũng như là cái phong cách rất là gentleman, rất là lịch lãm khi ra bắt tay từng người. Rồi cách nói chuyện với khán phòng, với khán giả của mình ra sao. Để làm chi? Để nó là một cái màu sắc hoàn toàn khác và đối lập với hình ảnh sau đó. Đó là chú Tùng Dương. Ở đây chú Nghĩa bỏ qua cái phần khi con giả làm bốn diva là bởi vì chú Nghĩa biết rằng đó chẳng qua chỉ là một cái phần con cố tình con làm để khoe thêm một tí khả năng của mình và tạo cho mọi người một cái không khí nó vui vẻ. Chú Nghĩa chỉ tính đúng cái phần con trình diễn thi là Hà Anh Tuấn và Tùng Dương. Thì đó là hai cái màu con làm hoàn toàn khác, không có bị nhập nhằng, không có bị nhòa lẫn vào nhau. Và hôm nay để có cái tiết mục này thành công, phải nói rằng một phần rất lớn chú Nghĩa cực kỳ yêu thích cô Phạm Lịch của con. Cô Phạm Lịch bước ra không có làm gì nhiều hết trơn á, cái gương mặt vô cảm đi ra lững thững này nè, mà còn khói lạnh thả mịt mù phía dưới nữa, rồi hát thì không mở miệng, thì cái tạo cái cảm giác ma mị cho cái bài này. Và bên cạnh đó thì con làm một chú Tùng Dương với cái phong cách ma quái đó, dữ dội đó, và cái giọng hát đó khi con lên trên cái bục kia con đứng nữa, nó hòa quyện với nhau thành một cái tổng thể vô cùng đẹp và xuất sắc. Chúc mừng hai cô trò. Cảm ơn chú ạ. Thế còn Hòa Minzy, bạn nghĩ sao về hình tượng Tùng Dương này? Thực ra là cô Hòa muốn nhấn mạnh một điều là tức là mỗi một bé tham gia chương trình năm nay á, thì đều có những sự lựa chọn. Ngày hôm nay thì cô Hòa thấy là đã ở đêm chung kết rồi và cả thầy cả trò cùng nhau đứng trên sân khấu để thể hiện một cái tiết mục cuối cùng trong đêm chung kết thì cảm giác nó là một cái sự trọn vẹn và nó là một cái sự hoàn hảo. Và để mà nói một cái phiên bản song ca gương mặt thân quen năm 2022 trong suốt cái quá trình mà cô Hòa xem
chưa tính đến cái tập hôm nay, thì huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Khánh Chi thì là một trong những đội mà hoàn hảo nhất trong lòng cô Hòa đến giờ phút này. Đó là một cái lời khen xin được dành cho hai thầy trò bên phía sân khấu. Xin cảm ơn cô Hòa. Nói về tiết mục thì cả hai cô trò đều làm rất là tốt nữa. Khánh Chi thì luôn là một cái cô nàng tắc kè hoa từ đầu đến giờ. Cô Hòa luôn luôn khen và luôn luôn dành cho những cái điểm số rất là cao. Có những cái tập thì không cao cho lắm nhưng mà nó rất là ít, đúng không? Và đến đây là ngày hôm nay là ngày chung kết rồi thì nó không còn liên quan đến số điểm của cái cả một quá trình nữa, mà nó chỉ tính điểm ngày hôm nay thôi. Thì không biết là xíu nữa cô Hòa sẽ chấm như thế nào so với các bạn. Nhưng mà bước đầu tiên thì ngay thời điểm này thì cô Hòa chúc mừng con đã có một cái tiết mục vô cùng xuất sắc. Em cảm ơn cô Hòa ạ. Và cảm ơn con đã đến với chương trình năm nay. Hãy giữ năng lượng của mình và cố gắng từng ngày. Mai sau chúng ta hy vọng con làm ca sĩ nổi tiếng là cô vẫn còn làm nghề đam mê để chúng ta đứng cùng nhau trên một cái sân khấu nha, chuyên nghiệp nha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô. Cảm ơn nguồn năng lượng của các bạn. Và thưa quý vị, đó là Phạm Lịch, Khánh Chi. Quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với thí sinh cuối cùng trong top 4. Đây là một cậu bé chăm chỉ và qua mỗi tuần thì cậu ấy lại có thể chứng tỏ được khả năng của mình. Và trong đêm thi ngày hôm nay, bé Nam Phong đã lựa chọn hình tượng để hóa thân, đó là nữ ca sĩ Thu Minh. Chúng ta hãy cùng xem lại chặng hành trình của Nam Phong quý vị nhé. Xin chào tất cả mọi người, con là Nam Phong và đây là lần thứ 2 con bước vào căn phòng tự hào này. Và con đã chiến thắng tập 10 khi con hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Minh Gái. Thực sự khi mà nhìn lại bức ảnh này thì con rất là nhớ cái cảm giác mà khi mà lúc ấy con đu dây nó lại bị lỗi. Và nói chung là khi mà con tập luyện cái bài này để có thể nhất tuần thì nó cũng là một cái thời gian khá là ngắn thôi, nhưng mà con cũng có thể làm được để mang đến một tiết mục hay cho tất cả mọi người, nên con cảm thấy rất là vui. Và con muốn cảm ơn cô Bình, cảm ơn mẹ con và cảm ơn bác Minh Gái đã giúp đỡ con trong hành trình vừa qua. Tuy là tập 10 này con không có cô Bình diễn cùng nhưng cô đã rất là nỗ lực và giúp đỡ con để con có thể diễn tốt hơn. Và con muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ con trong hành trình vừa qua, nên là con cảm thấy rất là vui vì đây chính là cái động lực lớn nhất để giúp con có thể vào được chung kết. Trời, mọi người thấy con ghê chưa? Con có hạng 1 cộng 1 bằng 2, 2 là con đã có 2 lô đất. Yeah. Này các tình yêu ơi, hôm nay đây là phần mà con cảm thấy rất là phấn khởi và háo hức, là đó chính là mở cái hộp này ra. Mọi người cùng mở với con nha. Wow, mọi người cùng lựa với con nha. Wow, đây chính là phần thưởng mà con sẽ nhận trong ngày hôm nay. Wow, phần thưởng của con là một buổi nạp năng lượng đặc biệt. Wow, thật là phấn khởi quá đi thôi. Yeah. Và mọi người ơi, con rất là may mắn luôn đó trời, vì con là một trong 4 thí sinh được lọt vào chung kết. Hú sợ chưa trời. Vì vậy con cảm thấy rất là vui và háo hức luôn. Và tiết mục lần này con đem đến chung kết của gương mặt thân quen, đó chính là tiết mục Diva của nữ ca sĩ Thu Minh. Trong suốt quá trình tham gia gương mặt thân quen thì có 4 tập là cái tập con nhớ nhất, là 4 tập con vào phòng thử thách là tập nào cũng bét bảng cùng với cô Bình ấy. Nên là đấy là bốn tập mà con cảm thấy rất là buồn luôn. Nhưng mà tuy là mình buồn mình khi nhận điểm nhưng mà mình lại vui khi mình ở trong căn phòng thử thách, nên là đây cũng là một cái kỷ niệm đẹp đối với con. Đây là tập chung kết rồi và con muốn cảm ơn đến cô Thái Bình và cô Phượng Vũ đã giúp đỡ con rất nhiều trong những cái tập mà cô đã đi cùng con, nên là con cảm ơn hai cô rất là nhiều ạ. Mọi người ơi, mọi người hãy cùng ủng hộ cho con trong đêm chung kết này nha. Lần
nhạc sĩ lấy thế. Gọi tôi là chị phá, nghe xa xa lạ quá. Tôi mặc như vậy vì tôi thích, tóc tôi như vậy vì tôi thích, hát cậu như vậy vì tôi thích. Tại sao không nào? Ai là chị và tôi không biết, bao người tranh nhau tôi không thiết. Không là chị và của mọi người, tôi là chị và của cuộc đời tôi. I love my body, I love my skin. Nếu em tự tin toát sáng để ai cũng phải thèm giống em. I love my voice, I love my hair. Mặc kệ hết những đứa đánh giá, ok mình nói với nó thế này. I love my body, I love my skin. Nếu em tự tin toát sáng để ai cũng phải thèm giống em. I love my voice. Hóa thân thành nữ ca sĩ Thu Minh. Rất tuyệt vời đúng không quý vị? Quý vị hãy nổ chào một tay thật lớn nữa đi ạ. Xin cảm ơn phần hỗ trợ của Vũ Đoàn Ô. Các bạn rất tuyệt vời, rất mãn nhãn. Trời ơi, em nhìn mà em cứ bị cuốn vào cái miệng của chị Minh. Nhìn nè, cái miệng nhìn nè. Không thể nào mà bắt chước được. Chị Minh ơi, ngày hôm nay đến với gương mặt thân quen thì chị thấy như thế nào ạ? Chị vui lắm. Long, tại vì
cái tuần mà Phượng Vũ làm Thu Minh á cũng là một cái tuần cực kỳ ấn tượng với cái nhân vật này. Bữa nay có hai Thu Minh ở đây rồi, không biết bây giờ mình mời thêm Phượng Vũ lên thử đi. Phượng Vũ ơi, Phượng Vũ. Bình thường á, một Thu Minh trên sân khấu thôi là khán phòng nó muốn nổ tung rồi. Hai Thu Minh nãy giờ là mệt tim nha, mà bây giờ thử có ba Thu Minh trên sân khấu thì nó sẽ như thế nào. Đấy đấy, Thu Minh. Cho Phượng Vũ một cái micro đi nào. Đó, đúng rồi. Chị em. Ba chị đều là diva hết nha. Cho nên là ba chị không cần cạnh tranh nhau nữa. Mà tự nhiên bây giờ ba chị trên sân khấu cứ lườm, cứ quýt, cứ trề môi, cứ biểu môi với nhau xong em là diva, em là diva. Đâu có ai giành đâu mấy chị. Okay. Cảm ơn Phượng Vũ. Dễ thương. Lại xuất sắc nữa rồi. Trời ơi. Chương trình năm nay của mình là thí sinh như thế này không đó chị Linh? Nam Phong là một trong những thí sinh mà ở những tập đầu tiên thì thể hiện một cái phong độ hết sức là xuất sắc. Nhưng mà ở giữa thì con lại bị thấp điểm hơn một chút. Xong rồi đến gần bán kết thì lại bùng lên. Và đêm chung kết con đã làm một cái điều mà con cũng đã giả nữ trong chương trình nhiều rồi đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay cho cô Hòa hỏi tại sao con lại chọn nhân vật là cô Thu Minh. Vì là đêm chung kết thì con muốn một phần thật là bùng nổ. Phải đánh, mình phải quét sạch luôn. Mà con biết không, cái việc mà con muốn bùng nổ so với cái việc mà vừa bùng nổ mà vừa giống theo tiêu chí của chương trình nha, là nó còn khó hơn mà hôm nay con làm được nha. Vừa bùng nổ mà vừa giống luôn, Nam Phong ơi. Cô Hòa muốn nhận xét là lý do vì sao, bởi vì cô Hòa vui là vì tranh nhau có một điểm thôi mà mình được bước vào đêm chung kết để thi. Và ngày hôm nay thì nó không liên quan đến cái một điểm đó rồi. Bởi vì ngày hôm nay á, cô Hòa nói luôn nha, con hoàn toàn xứng đáng làm quán quân của chương trình đó. Trời ơi, tất cả các bạn hôm nay đều giỏi. Và tiết mục này đối với cô Hòa, nếu mà hôm nay con có giành chiến thắng á, thưa quý vị khán giả, vô cùng xứng đáng trong lòng Hòa Minzy luôn. Chúc mừng con. Cảm ơn những lời khen đến từ cô Hòa Minzy. Thế còn giám khảo Mỹ Linh thì sao ạ? Đúng là chương trình á, là cứ càng về sau ấy lại càng gây ngạc nhiên mới. Cái đó là khó lắm nhá. Khó ấy. Nhưng mà đúng là từ đầu đến giờ, nếu mà nói là một cái tiết, mỗi một tiết mục nó có một dáng vẻ. Ví dụ như tiết mục của Phạm Lịch và bé Chi á, thì duyên, nó duyên và nó hóm hình. Còn tiết mục của bạn chị, của em đóng Chi Tài á, thì nó xúc động, nó rất là xúc động. Còn tiết mục của con ấy thì nó quá điêu luyện. Nhưng nếu mà gọi là một cái tiết mục mà giống nhất, và đây là tiết mục hát tốt nhất từ đầu đến giờ. Dạ. Là không tranh phô chút xíu nào và rất là chuẩn chỉnh và giống á. Mà chị cũng rất là ngạc nhiên là chị tại sao em hát hay thế mà chị chưa bao giờ biết Bình nhở? Tại vì là người một sắc vóc đẹp như này mà lại hát hay như thế, xong lại nhảy rất là thoải mái. Mà em rất là làm chủ sân khấu ấy. Một tràng vào tay cho Thái Bình à. Cái tiết mục này phải nói là rất hay. Cô, vì sao cô mới biết là con là con trai? Phải chỉ là đóng giả gái hoặc là con mà gái đóng giả con trai hay rồi. Dạ. Mà ra được cái gương mặt thần dạ, thái giống độ, luôn á chị. Dạ. Hôm nay là bà Thu Minh nhập hai bà này. Dạ. Xong rồi lại bạn thêm một bà Thu Minh kia nữa. Trời ơi, mà bắt chiếc kia chị Thu Minh hát là khó nhá. Cái kiểu hát của chị ấy, nó vỡ giọng và cứ kiểu xong lại nén vào là khó xong đấy. Ra, dạ. Và Bình rất là giỏi. Hai cô trò hôm nay là giỏi. Thế bây giờ nói thật là bốn tiết mục cũng phải 10 phân vẹn 10 nhỉ. Chị bắt đầu chị suy nghĩ từ bây giờ đi. Tôi đang đau đầu kinh khủng. Và bây giờ đến cái màn chấm là tôi nhường cho Đại Nghĩa. Dạ không, ai cũng phải làm việc của người ấy. Dạ, đừng đổ cho em. Xuất sắc lắm á, bây giờ này, bốn tiết mục này mà tiết mục nào mà được quán quân đấy,
thì cũng không có cái gì có phải. À, tiết mục nào cũng xứng đáng hết. Dạ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh ạ. Anh Đại Nghĩa thân mến, bây giờ thì em và tất cả các thí sinh đang rất muốn nghe những ý kiến của anh trong tiết mục này ạ. Cái được của tiết mục này đó là gì? Các bạn không tham, các bạn không tham làm quá nhiều thứ. Các bạn chỉ tập trung làm một cái việc duy nhất. Đó là chọn một người ca sĩ mà các bạn nghĩ rằng mình có thể làm tốt nhất. Đó là ca sĩ Thu Minh. Và các bạn tập trung làm thật tốt với một nhân vật mà thôi. Trước đó đã có những tiết mục quá xuất sắc rồi, cho nên chú Nghĩa cũng lo ngại Nam Phong sẽ bị áp lực về mặt tâm lý. Nhưng khi ánh sáng vừa mở lên một cái, chú Nghĩa thấy gương mặt của con là chú Nghĩa yên tâm. Là bởi vì trên cái gương mặt của con rất tự tin về những gì mà mình đang chuẩn bị làm. Và rõ ràng những điều con và cô Thái Bình, huấn luyện viên của con làm á, không làm cho chú Nghĩa cũng như tất cả mọi người phải thất vọng. Một cái phần kết cho chương trình ở 4 tiết mục dự thi nó quá tròn vẹn. Cảm ơn quý vị đang làm sao. Hai cô trò thân mến, 11 tuần thi trôi qua, chúng ta đã có những giọt nước mắt, những niềm vui, những sự nỗ lực. Và bây giờ thì Long Chun tin là tất cả các quý vị khán giả đang muốn lắng nghe những tâm sự từ tận đáy lòng của hai cô trò. Nam Phong. Thì thực sự là trong 11 tập vừa qua thì có những lúc thì điểm con cao, có những lúc điểm thấp thì... Nhưng mà cho dù là điểm thấp thì con cũng... Thực sự là con cũng không có nản chí gì hết. Con luôn cố gắng để phấn đấu để mình có thể đạt được điểm cao hơn. Và thực sự là tuần trước thì con đã làm nghệ sĩ Minh Gái. Đấy là một thử thách khó đối với con. Và con đã có thể lọt được vào top 4 này, được vào đêm chung kết ngày hôm nay. Thì con cảm thấy rất là hạnh phúc. Và con cảm ơn cô Bình đã giúp đỡ con, đã huấn luyện cho con. Và con rất hạnh phúc khi là có cô Bình làm mentor của mình ạ. Còn cảm xúc của Thái Bình thì sao? Thật sự là em rất là biết ơn chương trình Gương Mặt Thân Quen năm 2022. Tại vì cũng đã 4 năm rồi mới xuất hiện lại. Thì đây cũng là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Có lẽ đây là học trò đầu tiên của em. Và thứ hai là em cũng rất biết ơn Phong. Tại vì em cảm thấy là em rất là quá may mắn khi mà gặp được Phong. Hai cô cháu thì được cái là rất là khớp với nhau về những cái tư duy cũng như là ý tưởng cũng như là phong cách nữa. Cho nên là trộn vía là tụi em làm việc rất là hợp và coi nhau như người nhà vậy á. Cho nên là em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Em cảm ơn khoảnh khắc này. Trên mặt chương trình Gương Mặt Thân Quen thì Long Chun cũng muốn cảm ơn bạn rất là nhiều vì sự nỗ lực của bạn, sự nhiệt huyết của bạn. Và chắc chắn rằng sau chương trình Gương Mặt Thân Quen thì khán giả sẽ dành tình cảm cho huấn luyện viên Thái Bình cũng như bé Nam Phong thật là nhiều. Vâng thưa quý vị, và đó là Thái Bình, Nam Phong. Quý vị thân mến, ngay sau đây sẽ là phần khó khăn nhất của các vị ban giám khảo của chúng tôi, bởi vì là 4 tiết mục của top 4 đã được diễn ra. Và lúc này đây là lúc mà các giám khảo phải cân đo đong đếm, cầm cân nảy mực để làm sao cho được ra một cái kết quả cuối cùng. Nhưng mà trước khi đến với phần công bố kết quả và trao giải, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút thưa quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp lại một cậu bé. Ở mỗi tuần thi thì cậu bé này luôn chứng tỏ sự nỗ lực của mình. Và trong đêm chung kết ngày hôm nay, Sĩ Luân sẽ mang đến cho chúng ta một tiết mục mà tôi nghĩ rằng nó sẽ vô cùng phù hợp với không khí Tết đang đến gần hơn bao giờ hết. Ngay lúc này trên sân khấu cùng chào đón Sĩ Luân và huấn luyện viên Trịnh Tú Trung hóa thân thành nam ca sĩ Nu Phước Thịnh với liên khúc Năm qua đã làm gì? Chúc Tết mọi nhà. Một chặng đường rất là dài rồi. Và hôm nay là đêm chung kết của Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản song ca rồi. Con thấy các bạn được lọt vào top 4 thì con áp lực hộ luôn á. Thật sự, eo ơi, nào là vừa nằm vừa tập, rồi vừa ngồi vừa tập. Áp lực sự luôn thề. Mà con cũng rất là tò mò đêm nay không biết ai là sẽ là người đăng quang ngôi vị quán quân năm nay. Trong suốt hành trình từ tập 1 đến tập 11 của Gương Mặt Thân Quen 2022 thì cảm giác nó đầu thì nghĩ là nó rất là dài, nhưng sau rồi nhìn lại thì nó lại rất là nhanh. Thời gian nó trôi, cứ trôi thôi, và nó để lại mình rất là nhiều kỷ niệm. Rồi sao đó qua ánh đào có mặt được trên mặt trời hôm vậy. Lời lời bồ hơi cháy bay. Đến với đêm chung kết thì con sẽ hóa thân thành một người, đó chính là chú Nu Phước Thịnh.
một nam ca sĩ rất là nổi tiếng với giới trẻ hiện nay. Năm mới cũng đã sắp đến rồi, Tết đã đến với tất cả mọi người rồi, thì con mong là tiết mục của con Hóa Thân Thành Chú Nữ Quốc Thịnh sẽ mang đến cho tất cả mọi người một không gian thật ấm no hạnh phúc trong một dịp Tết thật là vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bye bye. Quen thân tình. Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần rong chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rơi bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chờ năm mới. Vậy là hết một năm, ba bọn bèn đã trải qua, nhìn xem thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trở thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chờ năm mới. Chúc Tết an nhiên mọi nơi, quên hết âu lo cuộc đời.
rộn ràng phơi phới, duyên tình vẹn nguyên như mới, tung bày bên nhau Tết thêm tươi vui. Chúc Tết an vui mọi nhà, năm mới thêm nhiều đào hoa, thêm tài lộc dày như lá, gia đình đoàn viên vui quá, khắp miền quê hương Tết này rộn ràng. Chúc Tết an nhiên mọi nơi, hồn rộn ràng phơi phới, duyên tình vẹn nguyên như mới, xung vầy bên nhau Tết thêm tươi vui. Cảm ơn phần hỗ trợ của vũ đoàn DM Dance. Cảm ơn các bạn. Dạ, em chào anh Nu. Em chào chị. Dạ, em chào chị Hà. Chị Hà phải không ạ? Sao thế em? À, chị Hà hôm nay nó có một cái giao diện nó mới quá. Em cập nhật chưa kịp. Còn anh Nu hôm nay anh trình diễn, anh có thể cảm thấy thoải mái khi mà mình không phải đối diện với gọi là áp lực điểm số không ạ? Anh rất là thoải mái. Một tràng pháo tay thật lớn nữa đúng không quý vị? Anh Nhi ơi, em chưa hiểu cái sắc thái trên khuôn mặt anh hiện tại là... Anh đang cố hình dung, anh đang cố tưởng tượng xem đây là cái nhân vật mà mình cũng rất là quen thuộc. Cũng là một giám khảo cách mời của cái mùa gương mặt thân quen năm ngoái. Hồ Ngọc hả? Chứ phải Hồ Ngọc Hà. Nhưng mà Duyên, trời ơi, làm sao mà bây giờ mình gọn, mình thon hay là mình cao được như Hồ Ngọc Hà đúng không Hồ Ngọc Hà? Đúng không? Thì bây giờ mình phải có cái nét riêng của mình. Mình phải có cái sự duyên dáng của mình. Và cái sự duyên dáng nó lấp hết tất cả mọi thứ. Quá mày... duyên luôn. Dạ, quá duyên quá không chị? Quá duyên luôn. Ê ơi, mà còn làm giọng cầu khào giống nữa cơ. Lúc mà hát cũng ra được cái giọng của Hồ Ngọc Hà là cái giọng hơi khào một chút. Có cái khàn của Hồ Ngọc Hà nhưng mà hơi oét. Oét không? Có oét. Đây có oét, có oét, có oét chị. Có oét nha. Có oét. Có không ạ? À? Có. Vẫn có hả? Có. Tập cuối rồi vẫn còn luôn. Vẫn còn. Tôi chết rồi, thế thì phải thi tiếp đấy. Không, phải không, thi không. Nữa. Được rồi, dừng lại một năm nay được rồi. Dừng lại à? Dừng lại. Thế là ngừng luôn à? Ngừng luôn. Ờ, vâng ạ. Ban đầu khi mà chị Luân ra thì con hát rất là thoải mái. Con không có bị áp lực về cái cuộc thi. Cho nên là con hát rất là dễ thương, dễ chịu mà nghe nó thoải mái, đúng là cái không khí của mùa xuân. Và cái điểm nhấn thú vị á, là từ khi mà huấn luyện viên của con xuất hiện. Lúc đó thì chú nghĩ không biết huấn luyện viên của con làm cái gì mà đứng ở trong kia. Thấy rồi mà uổng biết làm gì ta. Thật ra là ở trong là chuẩn bị khiêng em ra anh. Là khiêng nổi khiêng hả? Khiêng luôn á. Dạ đúng rồi. Mà à. Xong rồi trong cái ngày mà tập á, gãy hết cây rồi. Hôm nay em phải đi bộ ra chứ còn. Thật sự theo đúng chương trình lúc đầu là cây khi em ra dữ dội cũng hoành tráng lắm á. À, dạ, tốn nhưng mà tiếc cả... quá là tại vì Sơn không có kịp mua tre rồi, nhưng mà Sơn không kịp á. Dạ, các em đành phải đi bộ ra luôn. Cô Hòa thì không nhận xét về tiết mục này nữa. Chỉ đơn giản là nó là một cái tiết mục xuân và chắc chắn là nó sẽ góp phần cho cái đêm chung kết cũng như là cái thời điểm mình phát sóng ở cái tập chung kết nó sẽ rất là trọn vẹn. Và thêm nữa là cô Hòa cảm nhận chú Trung á là một người huấn luyện viên rất là tình cảm. Thế cô Hòa cũng mong là con phải hiểu được cái giá trị của chú Trung. Chú không phải là một người có thể là hát hay nhất nha con. Chú cũng không phải là một người có thể giả được nhiều người, nhưng chú luôn luôn là một màu sắc mà mang tới tiết mục cho Sĩ Luân đặc sắc hơn, giải trí hơn và thú vị hơn. Bởi vì vậy thì con hãy luôn biết ơn và nhớ tới chú giống như là một người thầy đã bên cạnh con trong suốt quá trình vừa qua nhé. Cảm ơn những ý kiến đóng góp đến từ vị trí ban giám khảo. Và Sĩ Luân thân mến, đêm nay là đêm cuối cùng rồi. Con hãy chia sẻ hết những gì mà con đang nghĩ cho quý vị khán giả. Vâng ạ, thật sự thì đây là đêm cuối cùng rồi. Và cái thật sự là con mà chọn bài Nu với Thịnh này là con hát bài về xuân. Và thật sự là con muốn gửi lời chúc mừng đến top 4 đêm nay ạ. Và con cũng mong là các bạn có một kết quả rất là xứng đáng và rất tốt đẹp ạ. Vâng. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng quý vị sẽ dành thật nhiều tình cảm cho huấn luyện viên Trịnh Tú Trung cũng như là bé Sĩ Luân. Quý vị thân mến, và ngay lúc này đây trên sân khấu gương mặt thân quen sẽ là những cái giây phút nóng hơn bao giờ hết. Chắc hẳn là ban giám khảo
đã có những lựa chọn cho riêng mình, cũng phải cân đo đong đếm rất là nhiều. Và kết quả này sẽ như thế nào? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố. Nhưng trước tiên thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút thưa quý vị. Quý vị đang quay trở lại với phần trao giải trong đêm chung kết xếp hạng của chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022 thưa quý vị. Quý vị thân mến, để làm nên một mùa Gương Mặt Thân Quen thành công tốt đẹp, ngoài tài năng của các bé và sức hút từ hàng ghế của ban giám khảo, chúng ta không thể không nhắc đến sự cống hiến thầm lặng của những người làm chương trình, đó là tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc, biên đạo múa cũng như tổ hóa trang đã làm việc ngày đêm để góp phần mang lại những tiết mục hóa thân vô cùng xuất sắc. Quý vị thân mến, ngay lúc này Long Chun xin được mời lên sân khấu tổng đạo diễn Vương Khang, giám đốc âm nhạc Eddie Trần, các chuyên gia hóa trang Vân Miu, Kim Chi, Trần Thi, Tuấn Anh, Fiona, Ngọc Vân và biên đạo múa Huỳnh Mến sẽ cùng bước lên sân khấu ạ. Long Chun cũng xin được mời ông Huỳnh Lê Khánh, Tổng Giám đốc Phát triển Nguồn lực Tập đoàn Truyền thông Golden Communication Group, đại diện cho ban tổ chức sẽ lên trao kỷ niệm chương và những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn ekip thực hiện chương trình. Xin cảm ơn sức lao động và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của anh chị đã tiếp thêm động lực cho các thí sinh tỏa sáng trên sân khấu và tạo nên một mùa Gương Mặt Thân Quen thành công tốt đẹp. Nhân đây, Long Chun cũng xin thay mặt những người làm chương trình cảm ơn sự đóng góp của các vị trí đạo diễn hình Lưu Hậu, vũ đoàn Huỳnh Mến, vũ đoàn BM Kids, vũ đoàn O, vũ đoàn MTE cũng như toàn thể anh chị em sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã cùng góp sức làm nên thành công của Gương Mặt Thân Quen 2022. Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Quý vị thân mến, và ngay sau đây Long Chun xin mời tiến vào sân khấu là hai thí sinh tài năng đã góp mặt trong chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay. Xin mời bé Bảo Ngọc và bé Sĩ Luân cùng huấn luyện viên của mình lên sân khấu để nhận cúp lưu niệm và những bó hoa tươi thắm từ chương trình. Xin được mời lên sân khấu giám đốc âm nhạc Eddie Trần sẽ trao kỷ niệm chương và hoa cho hai bé ạ. Tràng vào tay thật lớn cho hai thí sinh vô cùng tài năng và hai huấn luyện viên cực kỳ tâm huyết của chúng ta thưa quý vị. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ sẽ là phần quan trọng nhất của đêm hôm nay. Xin được mời tiến ra sân khấu top 4 của Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca. Đội bé Nam Phong, đội bé Khả Hân, đội bé Gia Như và đội bé Khánh Chi, xin mời 4 đội ạ. Quý vị thân mến, 4 thí sinh với 4 màu sắc và 4 cá tính khác biệt đem đến những cái phần hóa trang và phần hóa thân vô cùng ngoạn mục. Và trong đêm nay, ai sẽ được gọi tên với vị trí cao nhất, đó là quán quân của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Ngay bây giờ, Long Chun xin được công bố giải 3 Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca đã thuộc về. Quý vị nghĩ là ai ạ? Vâng, giải 3 đã thuộc về. Xin chúc mừng bé Gia Như và bé Khả Hân.
Hai con đã rất xuất sắc giành giải 3 trong chương trình Gương Mặt Thân Quen năm 2022. Vâng, xin mời giám khảo Hòa Minzy sẽ lên trao cúp, hoa và giải thưởng cho hai thí sinh được giải 3. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Hòa Minzy, cảm ơn hai đội ạ. Quý vị thân mến, ngay lúc này trên sân khấu còn lại hai đội, đó là đội Thái Bình Nam Phong và đội Phạm Lịch Khánh Chi. Đội nào cũng cố gắng và nỗ lực qua hàng tuần, và đội nào cũng đã có những phần trình diễn vô cùng mãn nhãn. Vậy thì liệu rằng ngày hôm nay danh hiệu quán quân sẽ thuộc về ai ạ? Quý vị ai cổ vũ cho team Thái Bình Nam Phong ạ? Quý vị nào cổ vũ cho Phạm Lịch Khánh Chi ạ? Giờ phút này đây chắc hẳn là những cái giây phút mà rất là hồi hộp. Không chỉ những thí sinh của chúng ta, mà ngay cả ban giám khảo hay là tất cả các quý vị khán giả cũng vậy. Và thực sự lúc này Long Trương cũng đang rất là run. Và không để quý vị chờ lâu nữa, ngay bây giờ Long Trương xin công bố quán quân của chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022 là một trong hai đội đang đứng ở trên sân khấu luôn quý vị. Vâng, xin được chúc mừng, xin được chúc mừng Thái Bình Nam Phong đã là quán quân của Gương Mặt Thân Quen năm 2022. Đồng nghĩa Phạm Lịch Khánh Chi sẽ là á quân. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn quán quân và á quân của chúng tôi đây thưa quý vị. Ngay lúc này xin mời giám khảo, MC diễn viên Đại Nghĩa và Diva Mỹ Linh sẽ trao giải cho á quân Phạm Lịch Khánh Chi. Quý vị thân mến, trước khi mà trao giải cho quán quân, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho cặp đôi á quân Phạm Lịch và Khánh Chi. Xin chúc mừng á quân vô cùng xuất sắc. Và ngay bây giờ tôi xin mời ông Huỳnh Lê Khánh, Tổng Giám đốc Phát triển Nguồn lực Tập đoàn Truyền thông Golden Communication, đại diện ban tổ chức và Tổng đạo diễn Vương Khang sẽ trao giải cho quán quân Thái Bình và Nam Phong. Xin mời ban giám khảo chúng ta hãy cùng lên đây chung vui với các thí sinh của chúng tôi ạ. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho quán quân Gương Mặt Thân Quen Thái Bình Nam Phong ạ. Thưa quý vị, Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản song ca chính thức khép lại tại đây. Một lần nữa xin chúc mừng quán quân của chúng ta Thái Bình và Nam Phong. Xin cảm ơn quý vị đã luôn dành tình cảm yêu mến cho chương trình Gương Mặt Thân Quen. Chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ cùng nhau đón xuân Quý Mão. Chúc quý vị có một đầu xuân năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý vị ở Gương Mặt Thân Quen mùa sau. Tạm biệt.